Từ ngày 18 tháng 6 đến nay, 46 bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Nai đã được điều trị khỏi bệnh. Toàn tỉnh đã đưa vào hoạt động 6 khu bệnh viện dã chiến cùng nhiều bệnh viện điều trị COVID-19 với quy mô 4.000 giường, bao gồm 100 giường điều trị ca nặng. Ngày 23 tháng 7, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết toàn tỉnh ghi nhận thêm 214 ca dương tính, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đợt dịch thứ tư đến nay lên 2.006 ca. Trong đó, có 69 ca phát hiện qua khám sàng lọc và 145 ca khác trong các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn. Biên Hòa là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 1.025 ca, tiếp đến là các huyện Vĩnh Cửu với 290 ca, Nhân Trạch 186 ca, Thống Nhất 157 ca, Trảng Bom 118 ca. Theo Sở Y tế Đồng Nai, đến nay toàn tỉnh đã đưa vào hoạt động 6 khu bệnh viện dã chiến cùng nhiều bệnh viện điều trị COVID-19 với quy mô 4.000 giường bệnh, bao gồm 100 giường điều trị bệnh nhân nặng tại hai bệnh viện tuyến tỉnh.